Rồi, Văn San Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi, hôm nay thân mời mình ghé xem tham khảo một viên đá nham thạch nha. Tự nhiên luôn, ngũ sắc. Màu tự nhiên luôn. Mình mới nhìn qua mình cứ nghĩ là phun phun màu lên nhưng mà không phải, mình nhìn lại những cái sớ là không không phải phun màu mà nó tự nhiên luôn. Đó, tự nhiên cái ánh ngũ sắc luôn nha. Đó. Đó. Giống như đá vàng găm á cả nhà. Đó. Nó là những đây nè. Đó, những cái viên này nó tự nhiên luôn. Đó, đây 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 đây. Đó. Nhìn vô trong. Đó. Ngũ sắc luôn, rất là đẹp. Đúng là tạo hóa rất là huyền bí luôn, đây nè. Ừ, ban đêm thì nó đẹp hơn, ban đêm thì nó óng ánh cái ánh đèn nó đẹp hơn, rất là tự nhiên. Rồi sẵn tiện mình đi tham khảo một số cảnh thiên nhiên luôn nha, rất là đẹp. Rồi trong đây mới là rồi cặp đá này rất là ok luôn nha. Rồi, viên đá này vân rất là đẹp luôn, vân rất là đẹp, vân chảy xệ rất là đẹp, thạch nhũ này cả nha, thạch nhũ này đá vân. Wow, viên đá này, viên này cũng rất là hay nè. Cái này cũng chủng loại giống như trong đá vàng găm này, vàng năm găm nó cũng hay có như thế này. Đá này, viên này cũng khá là đẹp. Viên này cũng dạng giống như là cái nhân cái nhỉ, nhân đá. Viên màu xanh này cũng khá là ok nè. Nghệ thuật thì nó rất là bao la, nó rất là rộng nha cả nhà. Lũ này, lũ cũng khá là đẹp, cái viên đá màu xanh kia cũng khá là đẹp, viên kia nó lên ngọc. Gỗ hóa thạch rất là đẹp. Này, cái viên đá này cũng hình hình tượng nhân này cả nhà, mắt mũi. Đây, viên đá cắt ngang nè. Viên đá nó cũng khá là đẹp nha cả nhà. Thế giới đá nó cũng rất là hay nha cả nhà. Đá này. Đá này. Này. Hoa đá nè. Kêu là hoa ưu đàm à. Đó. Hoa nở trong đá đó nha, hoa nở trong đá nè, nó vàng găm này cả nha, đá vàng găm nè. Cốc thìm thự, gỗ hóa thạch, gỗ đá đánh bóng nè. Rất là nhiều lắm. Bộ sưu tập này cũng khá là nhiều tiền nha cả nhà nha. Viên đá hồng này cũng khá là đẹp nè. Tượng đầu con hươu. Viên đá ngũ sắc này khá là đẹp luôn. Ngũ sắc luôn. Quần đá rất là đẹp. Còn cái cục đá này tạc ra cái hình giống như hình bonsai luôn đó nha. Giải thưởng rất là nhiều. Wow, rất là đẹp. Nguyên với sừng. Nghệ thuật rất là hay luôn nha.
Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình nha. Cây phù điêu. Cái đá này, đá ngũ sắc này rất là đẹp luôn. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình nha. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.